Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai vừa qua, thầy Huyền Châu giảng tiếp chương 4 Thế giới ngoại khí trong A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. Đề tài của buổi giảng là núi sông trong Nam Thiệm Bộ Châu và Nại Lạc Ca. Từ phía bắc của Châu Thiệm Bộ có chín ngọn Hắc Sơn, còn gọi là núi Kiến vì có hình dáng như con kiến. Phía bắc là núi Tuyết Sơn, và phía bắc Tuyết Sơn có núi Hương Túy. Giữa bắc Tuyết Sơn và nam Hương Túy có một ao lớn gọi là Vô Nhiệt Não hay A Nậu Đạt. Từ ao này phát ra bốn con sông lớn chảy xuống núi Hy Mã Lạp Sơn rồi chảy tràn ra năm châu. Trong ao đầy nước tám công đức, người thường không thể lên đến đó trừ phi chứng được ngũ thông. Tôn giả Mục Kiền Liên đã từng vận thần thông lên đây hái hoa sen đem về. Bên cạnh ao có rừng hồng táo, cho quả rất ngon, do loại cây quả này nên gọi là châu diêm phù. Nại Lạc Ca là từ vựng để chỉ cho địa ngục gồm có 8 ngục nóng, 8 ngục lạnh, 16 ngục tăng, các ngục phụ và cả ngục thuộc tạp loại ở Châu Thiệm Bộ. Các ngục này là do nghiệp lực thù hận tàn khốc sâu dày, nghiệp tăng thượng hoặc nghiệp cá biệt của chúng sanh chiêu cảm mà hình thành. Trước hết, nói về 8 ngục nóng, phía dưới Châu Thiệm Bộ sâu cách sao hơn 2 dặm do tuần. Có ngục lớn A Tỳ với chiều cao, sâu và rộng đến bằng 2 vạn do tuần. Chúng sanh đọa trong địa ngục này luôn thọ khổ không gián đoạn nên gọi là A Tỳ hay vô gián. Khác với trong các ngục khác, thọ khổ có gián đoạn như chúng sanh trong ngục đẳng hoạt. Thân tuy bị cắt xẻ, bị giã nát mà khi được một cơn gió mát thổi qua, chúng đều sống lại như cũ, tạm thời có chút hỷ lạc, mặc dù không phải là dị thục hỷ lạc, nhưng cũng có đẳng lưu hỷ lạc. Bên trên ngục vô gián có 7 địa ngục nằm sắp chồng lên trên như là cực nhiệt, viêm nhiệt, đại khiếu, vân vân. Có thuyết nói 7 ngục này nằm xung quanh ngục vô gián, nhưng thầy nói rằng nằm bên trên ngục vô gián thì hợp lý hơn, vì do nghiệp thức của chúng sanh này nhẹ hơn nên nằm trên, còn nghiệp nặng thì chìm sâu. Trong 8 địa ngục nóng này, mỗi ngục có 16 ngục phụ, nghĩa là tổng cộng có 128 ngục. Thế Tôn nói về cảnh tượng trong 8 địa ngục này rất ghê sợ, chúng sanh khó vượt ra khỏi, vì đất bằng sắt nóng, 4 mặt tường có cửa cũng bằng sắt luôn đóng, tạo ác đầy trong đó, khiến bốn hướng lửa giao với nhau, lửa dữ luôn cháy hừng. 16 khu ngục phụ tăng bao gồm khu than hồng, khu phân tử thi, khu mũi dao vân vân, được gọi là tăng vì đây là nơi chúng sanh tiếp tục chịu hành hạ thêm sau khi đã thọ khổ trong các ngục lớn rồi. Chúng sanh bị vào các ngục này, khi vừa bước chân xuống, thịt da và máu đều cháy hết. Khi nhấc chân lên, nó hoàn như cũ, hoặc là bị một loại trùng mỏ nhọn như kim, rỉa da, cắn xương và ăn hết thân thể. Nếu bị rơi vào những ngục như đường cắm đầy dao nhọn, rừng lá gươm và rừng gai sắc nhọn, vừa bước chân xuống thì da, máu thịt đều bị cắt nát, hoặc đao rơi xuống, cắt chém thi thể, xương thịt tả tơi. Nếu bị đọa vào sông đầy nước mặn sôi, đều bị luộc, bị nấu nhừ, khổ sở khủng khiếp, không thể tả xiết. Chúng sanh thọ quả báo đau đớn, cảnh khổ não là do ác nghiệp do tự chiêu cảm mà ra. Trong giờ học môn lược giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn, Ni Sư Tịnh Quang giảng về phần tóm lược phụ lục
của Kinh Đại Bát Niết Bàn, chương 1 và 2, biên soạn bởi ông Nguyễn Minh Tiến. Ni sư nói rằng toàn bộ kinh này đều hàm chứa những ý nghĩa sâu xa, chúng ta cần phải học kỹ, rồi chiêm nghiệm, tư duy để thấu hiểu rõ ý Phật muốn truyền đạt. Chúng ta rất may mắn là được học bản kinh này, vì những giá trị giáo lý căn bản đều được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, như là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm, 12 nhân duyên, vân vân. Đức Phật đã từng trải qua vô số kiếp tu hành, làm vô lượng phước thiện, bố thí, cúng dường, rồi sau cùng đã chứng đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên, Thế Tôn đã chỉ rõ cho chúng sanh con đường giải thoát sanh tử cùng với những lời dặn dò cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. Trong chương 1 nêu lên toàn bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn có hơn 4.500 trang chữ Hán, còn việc dịch gồm 1.700 trang. Đây là một nội dung Phật giáo đồ sộ, bao gồm những ý nghĩa và học thuyết huyền diệu của Phật giáo. Ni sư nói, khi học kinh này, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của mỗi danh từ trong Phật Pháp, chứ không nghĩ theo quan niệm của nhân gian. Thí dụ như từ sĩ phu thường có nghĩa là người có học, có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, theo trong kinh, sĩ phu là chỉ về một linh hồn trường tồn, bất tử theo quan điểm chấp thường của ngoại đạo. Theo đạo Phật, mỗi người chúng ta đều có phần tinh túy tiếp tục đi theo mình tùy theo nghiệp lực dẫn dắt, có sự tương tác với nhau của nhân quả. Cho nên, nhờ học kinh này giúp chúng ta nhận rõ đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp mà tu tập. Đến chương 2 nói về phần cấu trúc tổng thể. Toàn bộ kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có 13 phẩm và 4 phẩm thuộc hậu phần. Ni sư nêu lên cấu trúc khác biệt giữa Nam Bản và Bắc Bản. Nam Bản dựa vào kinh Đại Bát Nê Hoàng của Ngài Pháp Hiển, giúp rõ nghĩa một vài nơi cho Bắc Bản của Ngài Đàm Vô Sấm. Nam Bản dựa sát vào sự kiện quan trọng xảy ra vào thời đó mà phân chia và đặt tên cho phẩm đó. Còn Bắc Bản nhìn tổng thể về ý kinh trong phẩm đó như thế nào mà đặt tên cho phẩm. Tuy nhiên, từ phẩm thứ 6 trở về sau thì nội dung của hai bản Bắc Nam đều giống nhau. Ni sư nói sơ lược về nội dung của vài phẩm như sau. Đầu tiên là phẩm thọ mạng và hai phẩm tiếp theo với điểm chính là nói về sự khởi tính. Khởi là sự bắt đầu, tính là sự tin tưởng. Đức Phật tuyên bố Ngài sắp nhập Niết Bàn khiến mọi người đều chấn động, thương mến, đau xót nên tỏ bày sự tin tưởng mà mang phẩm vật đến cúng dường Phật. Thế Tôn giảng về thường trụ bất biến của Như Lai, thường trụ bất biến của Tam Bảo để xóa bỏ quan điểm chấp thường của thế gian. Chúng ta phải hiểu sự nhập diệt của Thế Tôn là sự thị hiện để đánh thức chúng sanh về cuộc đời vô thường, phải nên tỉnh giác mà tu tập. Phẩm tánh Như Lai là phần cốt lõi chánh yếu trong bản kinh này. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong phẩm Đại Chúng Thưa Hỏi, các Bồ Tát vì chúng sanh mà thưa hỏi Đức Phật giảng nói, với lòng từ bi vô lượng, Phật trả lời những câu hỏi để củng cố đức tin cho chúng sanh. Thế Tôn giảng về phương tiện thị hiện để phá mọi nghi ngờ về sự thị hiện bệnh của Như Lai. Có vài phẩm Đức Phật dạy về các công hạnh mà Bồ Tát cần chuyên tâm quán xét và thực hành, cũng như các công đức không thể nghĩ bàn của người hành trì kinh này, cho đến những phẩm tính tu tập theo công hạnh của Như Lai. Phẩm Bồ Tát Sư Tử Hống có nội dung dài nhất. Sư tử là chúa tể trong rừng. Khi nó rống lên tiếng oai hùng thì có thể khuất phục muôn loài. Đức Phật mong muốn khi Ngài diệt độ, các chúng đệ tử thuyết pháp hùng hồn như tiếng sư tử hống, có bổn phận xiển dương lời dạy của Như Lai đến khắp mọi người thế gian.
Kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp cao đẳng sẽ học hai môn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kính mong quý vị học viên đi học đông đủ để tăng thêm sự hiểu biết về Đạo Pháp. Quý vị cũng có thể nghe bài giảng qua Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên kiểm tra email thường xuyên để biết các thông báo cần thiết. Trân trọng kính chào quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.